Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ha. Thì cái video chiều nay thì Đại lên cho mọi người về cái máy lặt vặt nè mọi người. Thì đây có một cái con TL43 tạo xuất Nhật nha. Rồi ở đây thì có một cái cây TL33 Nhật. Rồi tiếp theo là có cây TG24, đầu TG24 nè mọi người. Đó về đổ xăng nổ luôn nha. Rồi với một cây TG18 nè. Đó, rồi cũng con này cũng về đổ xăng nổ luôn nè mọi người. Đó, máy móc nghiêm chỉnh đẹp hết ha. Rồi thì đầu tiên thì cái con tàu này trước đi, thì con tàu này về cũng đổ xăng nổ luôn rồi nè mọi người. Đó, máy móc còn nguyên bản, chưa có rửa ha, chưa vệ sinh luôn. Đó, thì bình xăng còn rất đẹp ha, tàu xuất Nhật nha. Nè ba lô nha. Rồi nè, càng bọng nè, đầu bò chán kẹp đầy đủ luôn nè mọi người. Đó rồi thì test nổ luôn nha. Nè dây bọng còn đẹp nha, không có bị gãy nguyên dở gì hết nha. Dạ. Máy móc ok hết nha mọi người. Thì con này đó, tay động nha. Rồi thì con này thì ghi giá luôn. Thì con này Đại bán là sẽ bao ship nha mọi người. Thì những cái con này Đại sẽ bao ship và tặng đồ cho mọi người đủ để về đặng mà phát cỏ ha. Đó thì nó đã gắn cái công tắc vô sau nha. Rồi thì con này Đại bán cho mọi người 2 triệu nha. 2 triệu ha, 2 triệu bao ship nha. Rồi đây có một con này, là cái con này là con TG24 mọi người. Thì đây là cái đầu máy thôi nha. Thì để test nổ luôn. Thì bán cũng ghé cho mọi người về gắn xịt thuốc đồ nha. TG24 hình như nó 33 ly hay sao mọi người, 32-33 ly gì đó. Đó máy nè, về đổ xăng nổ luôn nha. Hơi nè, rất là im nha. Chưa đụng chạm gì hết nha mọi người. Nè mọi người xem máy nè, thấy không, rồi về là vô xăng là nổ luôn ha, bố bọng vậy cui luôn. Rồi thì cái đầu này Đại bán cho mọi người 650 nha, không có bao ship nha mọi người. Cái đầu này không có bao ship nha, rồi bán cho mọi người về ấy thôi, 650 nha, quá rẻ nha. Nổ luôn nè, bình xăng không có bể vỡ gì hết, nguyên zin luôn nha. Rồi đây có cục, này là cái cục TG18 nha. Rồi thì cục này nó cũng nổ rồi, mà biến mã 4 quá biến, nhưng mà nói chung là nó nổ rồi nha, bao nổ cho mọi người ha. Đó rồi, thì cái cục này bán cho mọi người 450 nha. Không có bao ship nha mọi người. Đó rồi xong, cuối cùng có cái con này nè mọi người. Thật sự là cái con TL33 này chỉ có nói là nói câu là thôi, nó gớt nước mắt nha mọi người. Để chi tiết thì nói cho mọi người nha. Thì cái con này nè mọi người, nó về bên Nhật nó bị gớt hay sao đó mọi người. Thế nào thì tình trạng của nó là bị bể áo gì nha. Đó, bồ bị cán mớt nè, máy như nói thẳng là như chưa xài nha mọi người. Đó máy móc nè, thì nói chung những cái này bô này thì bô mới có nha. Đó, mua vẫn có nè. Chung cái áo này thì nó không có là vấn đề mọi người, chụp bô này mua vẫn có nè, sừng này có luôn nha. Rồi con này mọi người xem dây nè, đó mọi người thấy cọng dây chưa, lóc nè, rất là đẹp nha. Nhìn bô nè như là chưa xài luôn. Mọi người xem bố nè, còn găng luôn nè mọi người. Đây mọi người thấy không, đó thì chế bọng nè, thì nó bị gớt chế nha. Về mới gắn cái chế vô thì chế là chế van rồ luôn nha mọi người, chế zin van rồ luôn nè. Đó thì mở bô cho mọi người xem, thì con này nó đi theo là có cái cần luôn nha. Thì cần này thì chắc nó bãi nó gắn vô thôi, không phải của nó, nhưng mà cần lớn nha. Nè cần bọng là đầy đủ luôn nha. Đây
Thì đầu bò này, đầu bò thì nó bị thiếu chén rồi, thì để bán này như y hình nha, về cho mọi người dọn nha. Thì con này là hơi lửa đại bao ha. Thì sẵn đây để mở bô cho mọi người xem nè, thiệt tình là rớt nước mắt. Mọi người xem hai con ốc bô nè. Cái máy này nói thử thẳng câu là nó chắc nó đổ xăng nó làm cái một rồi nó dục ra rồi bị xe cán luôn đó mọi người, dữ lắm luôn. Rất là đẹp. Mọi người xem bô nè, hai cùi xong nè. Thì về để sợ nó xét mình lại đổ nhớt vô nha mọi người. Mọi người xem nè, bê tông nè, máy là chưa đụng chạm gì hết ha, chứ không có bung phách gì nha. Nè mọi người thấy chưa, rồi nguyên này chưa có dấu hiệu mở gì hết nha. Đó thì nói chung nó chỉ bị gãy vậy thôi mọi người, chứ còn lại là nó không có vấn đề gì hết ha. Nè mọi người xem bê tông nè, bê tông ống ánh luôn. Thì con này thì thôi thôi luôn. Rồi thì con này tình trạng nó là như vậy nha, thì còn lại đầy đủ thì nó bể bình xăng nè đó, cái gãy này thôi, còn những phần còn lại là mua có hết. Thì cái bô này, thì cái bô này thật sự gì hàng là vẫn xài được nha mọi người, không có vấn đề, nó bị móp vậy thôi, hàng là vẫn xài được. Thì cái cây này để bán cho mọi người 2 triệu nguyên cây như vậy ha, bán cho mọi người là 2,8 triệu nha. Thôi 2,7 triệu thôi, không có bao ship nha mọi người, 2,7 triệu nha. Đó thì bán y như gì cho mọi người nha. Về nói chung này về thay bình xăng thôi, cái này vô thì là làm xúc chế vệ sinh lại là nổ nè mọi người. Đó với thay cái bô e này ha. Đó còn lại là lóc bọng là không có bị bể hay là cái gì hết nha. Đó. Rồi nguyên rồi nha, ta kiểm tra hết rồi. Đó. Dây nè. Đó rồi thì thôi chào mọi người nha, hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo ha.